Hello anh em ha. Sáng ngày 10 tháng 5 mà còn sót một em cháp này nữa. Hơn 4 tháng nha anh em. Ký rưỡi ký 6 gì rồi đó. Con này tung sậy mấy lần rồi, hôm nay mới bắt rồi mới quay cho anh em á. Anh em nuôi tốt thì con này gần 3 kg nha. Chạm mấy con này toàn gần 3 kg không á. Con này hiện tại tay xương. Ký rưỡi ký 6 rồi nha. Em để giá là 1 triệu 2 nha anh em. 1 triệu 2. Anh em gửi đi tận thì khoảng tầm phí ship khoảng tầm 200, 150, 200 gì ha. Thì em cứ đưa gà lên xe thì anh em nhận gà thì anh em trả phí ship cho xe. Không có thì cứ chuyển khoản luôn cho em cái phí ship để em gửi luôn cho xe ha. Anh em chỉ nhận gà thôi. Rồi giá chiều 2 nha anh em, số điện thoại em phía trên màn hình ha. Ai comment thì alo em. Rồi chào anh em.